Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án xây dựng 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam, gồm cơ sở 2 Bệnh viện Lão Khoa, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai. Kiểm tra thực địa Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cơ sở 2 tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng năm 2017. UBND tỉnh Hà Nam đã có quyết định giao đất và bàn giao hơn 4.500m2 đất để xây dựng bệnh viện. Hiện nay, dự án Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cơ sở 2 chưa được khởi công xây dựng, song đã dành một phần kinh phí để khảo sát, thiết kế, lập dự toán, tạm ứng hợp đồng thi công. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án có nhiều ý kiến khác nhau về vị trí xây dựng bệnh viện. Kiểm tra thực địa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác chứng kiến nhiều hạng mục của cả hai bệnh viện vẫn chưa hoàn thành. Phần lớn trang thiết bị y tế chưa được mua sắm lắp đặt, đặc biệt nhiều khu vực phụ trợ xuống cấp, sân, vườn cỏ dại mọc um tùm trở nên hoang hóa. Trong quá trình Thủ tướng kiểm tra, cán bộ, nhân viên bảo vệ và người dân xung quanh hai bệnh viện cho biết, người dân trong vùng rất sốt ruột khi chứng kiến hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước đã đầu tư, nay để lãng phí dưới nắng mưa, không tiếp tục đầu tư sử dụng, mong muốn hai bệnh viện tiếp tục được đầu tư hoàn thiện để đưa vào sử dụng, phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngay sau khi kiểm tra khảo sát thực địa, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Y tế, các bộ ngành và tỉnh Hà Nam về các dự án này. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các đơn vị quản lý dự án và tỉnh Hà Nam báo cáo tình hình triển khai dự án, những khó khăn vướng mắc, các đề xuất kiến nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chủ trương đầu tư 5 bệnh viện tuyến trung ương, tuyến cuối đến nay đã trải qua 3 nhiệm kỳ. Trong 5 bệnh viện, có 3 bệnh viện giao cho địa phương làm chủ đầu tư thì đã hoàn thành, trong khi 2 bệnh viện do Bộ làm chủ đầu tư thì vẫn dang dở. Thủ tướng đề nghị các đại biểu, các cơ quan liên quan suy nghĩ thêm về việc giao cho các địa phương triển khai các công việc và vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Theo Thủ tướng, việc đầu tư 2 bệnh viện hiện đã chậm tiến độ nhiều năm, đội vốn xuất phát từ những yếu kém từ khi lập dự án, tư vấn, thẩm định dự án, quyết định đầu tư, chọn nhà thầu, ký hợp đồng, đấu giá và tổ chức thực hiện. Thủ tướng nêu rõ, một vấn đề đặt ra là khi dự án xuất hiện các vướng mắc lại không được giải quyết ngay dứt điểm nên càng để kéo dài càng gây lãng phí, càng khó giải quyết, mất thời gian, mất công sức. Thủ tướng nhấn mạnh dứt khoát phải tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tiếp tục triển khai dự án, hoàn thành, đưa hai bệnh viện vào hoạt động, phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm về những sai sót trong quá trình triển khai dự án. Đề nghị là có một cái tổ công tác, đồng chí Bộ trưởng đi, rồi có một đồng chí Thứ trưởng và tham gia vào đây là cái gì? Là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, rồi Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp nữa, và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Các đồng chí cho rà soát đánh giá hết lại các cái vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý là một, đúng không? Liên quan đến tổng mức đầu tư là 2 này, rồi liên quan đến cái thời gian là 3 này, liên quan đến vấn đề kéo dài này, rồi những cái khó khăn vướng mắc khác là cái gì, rồi trên cơ sở để phân loại ra. Về dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, bàn bạc và tham khảo ý kiến các bên, nếu đồng thuận, hài hòa, hợp lý, hiệu quả thì tiếp tục thực hiện, trên tinh thần đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết. Trong trường hợp các bên đồng thuận di chuyển vị trí xây dựng tới vị trí khác thì phải thực hiện theo các quy định của pháp luật, xử lý vấn đề tài chính, dứt khoát không để thất thoát tiền của nhà nước và để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc. Tham dự diễn đàn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, các đại sứ, trưởng đại diện các cơ quan tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu và tự cường của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu, nhất là do kinh tế nước ta có độ mở rất lớn và tình hình thế giới, khu vực luôn có biến động bất thường, khó dự báo. Việc bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô như là yếu tố bất biến để ứng với vạn biến của tình hình kinh tế quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng, bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ khu vực, thế giới, dự báo xu hướng trung hạn, dài hạn, phân tích đánh giá những tác động, cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022-2023 và giai đoạn tiếp theo, tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội theo Nghị định 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ, việc thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ và phối hợp chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Đánh giá về bức tranh kinh tế Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời ứng phó chủ động linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng là chìa khóa để nền kinh tế Việt Nam tiếp tục lội ngược dòng thành công và duy trì đà tăng trưởng. Bên cạnh đó, việc giải phóng các nguồn lực và mở rộng các động lực tăng trưởng trong nước cần trở thành cách tiếp cận mới để củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, có nhiều tác động tiêu cực. Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn, một nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia và các nhà nghiên cứu, người dân doanh nghiệp, đó là phiên họp chuyên đề đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Rất nhiều nội dung trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều giải pháp, đề xuất cũng đã được đưa ra, đã tạo thêm góc nhìn mới cho công tác xây dựng văn bản pháp lý quan trọng này trên diễn đàn Quốc hội tới đây. Các đại biểu đều nhận định, Nghị quyết 18 là kim chỉ nam trong hoạch định xây dựng luật đất đai sửa đổi. Hiện còn nhiều nội dung cần cân nhắc sửa đổi, trong đó có vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất. Đây là một lỗ hổng vô cùng lớn, tạo nên thất thoát lớn, gây ra chênh lệch địa tô, sai phạm mà luật đất đai hiện hành không bịt được. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, chúng ta phải quản lý mục đích sử dụng đất hết sức chặt chẽ. Đất sử dụng cho mục đích cho thuê thì khi không còn nhu cầu sử dụng nữa, nhà nước thu hồi lại để đấu giá sử dụng cho mục đích khác có hiệu quả hơn, qua đó tạo động lực, nguồn lực cho phát triển. Tôi lấy ví dụ như ở trong cái doanh nghiệp cổ phần hóa, thì sau khi cổ phần hóa thì các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước là nhìn vào các cái khu đất vàng để gọi là lấy cái khu đất này và sau đấy thì chuyển qua là mục đích sử dụng. Để gọi là sử dụng vào mục đích là thương mại hay là mục đích đất ở. Thì chính cái này là cái địa tô chính lệch là thất thoát từ nhà nước qua cái chủ gọi là sử dụng đất. Thì chính đây là một cái lỗ hổng. Và chỉ có một cái quyết định hành chính thì tự nhiên là có thể nói là 1.000 tỷ hay 100 tỷ là có thể mất đi. Thì đây cũng là một cái mà chúng tôi nghĩ là chúng ta phải có cái cơ chế để bịt cái lỗ hổng này. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng định giá đất là vấn đề còn khoảng cách khác nhau giữa lý thuyết và thực tiễn. Nếu định giá đúng, công khai, minh bạch, bình đẳng sẽ giải quyết được các mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa nhà nước và người dân có đất, những người dân bị thu hồi đất và doanh nghiệp thực hiện được các chính sách tài chính đất đai. Khi định giá đúng thì chúng ta sẽ với tất cả những cái quan điểm chính sách ta vừa thị trường theo công cụ kinh tế nhưng mà sẽ định hướng chẳng nghĩa thì chúng ta sẽ thực hiện được các chính sách về mặt xã hội thông qua vấn đề tài chính đất đai, tức là chúng ta hoàn toàn có thể chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang từng bước kết hợp với thị trường, công cụ kinh tế kết hợp với hành chính, thì có như vậy chúng ta mới giải quyết được những cái vấn đề liên quan hiện nay như là vấn đề đầu cơ thổi giá, vấn đề để đất đai sử dụng không hiệu quả, rồi trường hợp mà có quá nhiều đất nhưng mà không sử dụng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguồn lực đất đai lớn nhưng để quản lý đất và xác định giá đất đúng thì phải có đủ thông tin, có đánh giá, giám sát toàn diện. Cho nên chúng ta phải sớm xây dựng thông tin dữ liệu đất đai, chuyển đổi số càng sớm càng tốt. Thông qua hệ thống dữ liệu này, chúng ta có thể cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp hơn là gây khó khăn bằng dừng thủ tục hành chính như hiện nay. Một số ý kiến khác đề nghị xác định được giá đất của nhà nước bằng khoảng 70% đến 80% giá đất thị trường là đủ và cần thiết. Nên quy định đất đai sử dụng có thời hạn, phải định ra được giá trị của mỗi loại đất đai gắn liền với mục đích sử dụng. Quy định giá đất hay bảng giá đất phải sát với giá trị thị trường của đất đai chứ không phải là giá thị trường. Phải phân định tài sản bất động sản tồn tại như thế nào để xác định thời hạn đất đai tương ứng, cũng như cần có chế định khác để doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội tiếp cận đất đai. Thưa quý vị, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo tiền đề để bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.
Vâng, với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, Diễn đàn Kinh tế Xã hội 2022 được nhiều đại biểu đánh giá cao và bày tỏ tin tưởng nhiều điểm nghẽn về chính sách, thể chế được tháo gỡ để thúc đẩy hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội trong cả ngắn hạn và dài hạn. Lần này chúng ta cũng rà soát đánh giá khá là toàn diện về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm nay cũng như là triển vọng trong năm tới, rồi cái việc chúng ta thực hiện cái chương trình phục hồi trong những thời gian vừa qua như thế nào, bàn cái giải pháp để tháo gỡ những cái rào cản vướng mắc thời gian tới, đồng thời cũng vạch ra những cái định hướng và những cái kế hoạch để có thể là đưa ra cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm tới. Và cái cuối cùng, cái diễn đàn cũng là một cái kênh thông tin đầu vào quan trọng cho các đại biểu Quốc hội có thêm thông tin, dữ liệu, sáng kiến, giải pháp để phục vụ tốt hơn cho cái kỳ họp sắp tới. Nó thể hiện cái tinh thần của Quốc hội trước cử tri, đồng bào cả nước, đó là Quốc hội đồng hành với chính phủ, với toàn dân để trong việc là chúng ta nỗ lực khắc phục những cái khó khăn do đại dịch Covid kéo dài để chúng ta hồi phục nhanh chóng và phát triển nền kinh tế. Muốn như vậy thì chúng ta phải có những cái giải pháp và những cái hành động rất là quyết liệt, đoàn kết và cái sự vào cuộc cũng như là cái đổi mới, cái cách làm rất là quyết liệt, nói đi đôi với làm. Diễn đàn năm 2022 được kỳ vọng là nguồn tư liệu đầu vào, luận cứ khoa học, thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, với những phân tích, dự báo, kịp thời đề xuất các giải pháp chính sách, giảm thiểu tác động tiêu cực, nắm bắt các cơ hội, thời cơ, đặc biệt là đối với chính sách tài khóa, tiền tệ, chính sách an sinh xã hội, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững. Mặc dù về tổng thể chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội nhiều tiêu chí có thể còn điểm hạn chế, triển khai chậm, nhưng tổng thể chương trình đã giúp kích thích nền kinh tế, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân. Đây là đánh giá chung của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia tại hội thảo chuyên đề thúc đẩy việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững trong khuôn khổ diễn đàn. Từ đầu năm đến nay, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành 11 văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Các chính sách giải pháp đã rất chủ động, linh hoạt, kịp thời giúp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì một mặt bằng tỷ giá lãi suất hợp lý, cơ bản ổn định so với các nước lớn và trong khu vực đang chịu nhiều biến động, qua đó giúp xu hướng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng được củng cố và phát triển tích cực. Chương trình còn có điểm hạn chế nhưng về mặt tổng thể đã giúp kích thích nền kinh tế, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân. Tại tranh luận bàn tròn, nhận định về việc các chính sách của Việt Nam trong chương trình hồi phục chủ yếu ở phía cung, khác với các quốc gia như Mỹ, Anh, châu Âu, chi trả tiền mặt cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Một biện pháp để kích thích chi tiêu hộ gia đình là chuyển khoản tiền mặt cho người dân. Các chính sách hoãn, giảm thuế không đem lại hiệu quả cấp số nhân cao bằng trợ cấp tiền mặt trực tiếp cho đối tượng mất việc làm. Đối với vấn đề ông Jonathan nêu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc thực hiện chính sách của Việt Nam cần được tiếp cận tổng thể toàn bộ chính sách Việt Nam đã được ban hành. Việt Nam sử dụng kết dư của Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp ngay một lúc chi tới 38.000 tỷ đồng bằng tiền mặt, sau đó vẫn tiếp tục kéo dài chính sách này chi thêm hơn 1.500 tỷ đồng, cộng với 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà, theo nghị quyết số 43 là vào khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, chưa kể phần chi khá lớn của các địa phương nhằm trợ cấp trực tiếp cho người dân, người lao động. Thế thì như vậy thì có phải là cái việc chi trực tiếp cho người dân hay không? Mà để chúng ta nói đánh giá rằng là chỉ có vấn đề thuế và giảm thuế các thứ thì nó không có hiệu quả mà chúng ta chưa có cái chi trực tiếp cho người dân. Thế thì kinh nghiệm quốc tế thì người ta chi như thế nào và nguồn từ đâu và cái tỷ trọng cái này là bao nhiêu? Thì trước kể là chúng ta đã chi cho cái vấn đề hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp thì trong những cái giai đoạn mà 2019-2020 cho đến nay mà kể cả bằng tiền mặt đấy là rất lớn. Thì chúng tôi muốn nói cái đó. Như vậy để theo cái phương pháp tiếp cận của chúng ta để đánh giá cái nghị quyết 43 và kéo theo đó là nghị quyết 11 của chính phủ thì nên chăng là phải gắn với cái việc đánh giá tổng thể cả những cái chính sách mà khi chúng ta thực hiện nghị quyết 30 của Quốc hội, nghị quyết 42 của Quốc hội trong suốt cả 2019-2021. Vì đây là vấn đề về liên quan đến vấn đề nhận thức và vấn đề về kinh nghiệm quốc tế. Thì chúng tôi cũng muốn nói thêm cái ý đó. Vì mỗi nước nó có một cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Ở góc độ khác,
Nếu thực tế các nước có tỷ lệ lạm phát cao trong khi Việt Nam lại duy trì được ở mức thấp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ và thấy rằng vì ngân sách Việt Nam tài khoá không có nhiều, nên thay vì chi tiền trực tiếp cho người dân thì giảm thuế giá trị gia tăng 2% sẽ giúp bất cứ người dân nào cũng được hưởng, với số tiền ít hơn, nhưng mua được nhiều hàng hóa hơn và thực thi rất nhanh. Chính sách này đã giảm thu ngân sách nhà nước mấy chục nghìn tỷ đồng, vậy đây có phải là chính sách chi tiền trực tiếp không? Chưa kể chính sách này còn có tác động kép, góp phần giảm lạm phát. Đó là lý do giúp lạm phát ở Việt Nam trong thời gian qua giữ được ở mức thấp. Do đó, theo Chủ tịch Quốc hội, phải tiếp tục nghiên cứu tiếp vấn đề này. Sau khủng hoảng đại dịch, Việt Nam vẫn rơi vào tình trạng thiếu lao động cục bộ. Tăng cường các giải pháp để người lao động sớm quay lại thị trường là đề xuất của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia tại phiên thảo luận chuyên đề thúc đẩy việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2022. Các tham luận và thảo luận bàn tròn của các chuyên gia đều khẳng định, khuyến nghị được chỉ ra như bảo đảm an sinh xã hội, trọng tâm là bảo đảm việc làm bền vững, như tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững, giảm đói nghèo thông qua việc mở rộng an sinh xã hội tới tất cả mọi người, và giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được, đặc biệt cho các đối tượng dễ bị tổn thương nhất, xây dựng cơ chế quản trị thị trường lao động hiệu quả, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của quyền lao động. Một số chuyên gia cũng khẳng định yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp vượt qua khó khăn là nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng chỉ ra 6 giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, trong đó có đào tạo nguồn lao động, nhất là lao động ở nông thôn. Hiện đại hóa quản lý dữ liệu nguồn lao động. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần phải có cơ sở dữ liệu để đánh giá thực trạng và xu hướng, để có chính sách tới đây huy động người lao động trở lại làm việc. Vì bộ phận lao động này đã từng tham gia thị trường, có kinh nghiệm, có kỹ năng, được đào tạo rồi, mà không thu hút họ quay trở lại được thị trường là không nên. Chiều nay tiếp tục chương trình Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2022 đã diễn ra phiên toàn thể với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế năm 2022 đã nghe tham luận của Bộ Kế hoạch Đầu tư với chủ đề Bối cảnh quốc tế, tổng quan kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023, ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước đối với việc tạo động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế và thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Các tham luận đã nêu bật kết quả phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2022. Có nhiều điểm sáng, qua đó cho thấy sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị để vượt qua thách thức, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, hướng đến phát triển bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bối cảnh thế giới có nhiều căng thẳng đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế đang phục hồi của Việt Nam. Các chuyên gia trong và ngoài nước đã khuyến nghị nhiều giải pháp để nâng cao năng lực chống chịu và tính tự cường của nền kinh tế. Đặc biệt nhấn mạnh đến việc triển khai các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đưa ra những gợi ý chính sách quan trọng để tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi, phát triển bền vững, hoàn thiện thể chế thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, huy động nguồn lực tài chính, vật lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng. Ngay sau phần tham luận của các bộ ngành, chuyên gia kinh tế, đã có nhiều ý kiến tham gia trao đổi thảo luận tại hội trường về khả năng phục hồi, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay cũng như dư địa chính sách tài khoá. Trong đó, kiến nghị tạo điều kiện tiếp cận chính sách cần có trọng tâm, ưu tiên một số ngành có vị trí quan trọng, nhất là xuất khẩu. Đề xuất giải pháp ngắn hạn là nới hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp với thủ tục nhanh gọn, dễ tiếp cận, xem xét hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn, đặc biệt các chính sách tài khoá cần đơn giản, dễ thực hiện và trực tiếp thì mới đạt được hiệu quả cao. Thưa quý vị, cũng trong chiều nay, tại Diễn đàn Kinh tế 2022, sau các phần tham luận và ý kiến trao đổi tại hội trường, đã diễn ra phiên tọa đàm cấp cao với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Tọa đàm Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững có đại diện của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, đại diện Quỹ tiền tệ IMF tại Việt Nam và Lào cùng một số chuyên gia kinh tế khác đã tập trung trao đổi, thảo luận những giải pháp thiết thực trong thời gian tới, giúp Việt Nam vượt qua thách thức, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế. Các chuyên gia cho rằng, việc điều hành nền kinh tế cần có sự cân bằng giữa việc kiểm soát lạm phát và cung ứng vốn cho nền kinh tế để hỗ trợ tăng trưởng. Đây là bài toán nan giải cần phải xử lý. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phải thiết thực, giảm bớt khó khăn, ví dụ như các chính sách miễn giảm thuế.
Bộ Tài chính đang xây dựng, nghiên cứu các chính sách thuế đối với mặt hàng xăng dầu, trình Quốc hội trong kỳ họp tới để có công cụ điều hành, ứng phó linh hoạt với tình huống giá xăng dầu, năng lượng của thế giới đang ảnh hưởng không nhỏ tới Việt Nam. Việc thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cần cung ứng lượng vốn tín dụng lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên phải tính đến khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp trong khi quy định hạn mức về tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng có thể cản trở việc đưa dòng vốn vào nền kinh tế. Tiếp theo chương trình, hơn 48.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong 8 tháng năm 2022. Giá xăng dầu có thể giảm từ 500 đến 2.000 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh tiếp theo. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm nay đạt mức kỷ lục với 149.500 doanh nghiệp, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 48.100 doanh nghiệp, tăng hơn 48%, trong đó doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô quay lại hoạt động nhiều nhất với hơn 18.000 doanh nghiệp, tăng hơn 58%, tiếp đến là dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 8 tháng năm 2022 đạt gần 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý có nhiều mặt hàng đạt kim ngạch trên 5 tỷ đô la Mỹ, điện thoại và các loại linh kiện máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện máy móc là nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao, tiếp đến là hàng dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản và sắt thép các loại cũng đạt mức xuất khẩu cao trên 5 tỷ đô la Mỹ. Tính chung trong 8 tháng qua, quy mô hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam đã tăng hơn 29,84 tỷ đô la Mỹ với 46 trên 53 nhóm hàng có giá trị tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, mặc dù còn 3 ngày nữa mới đến kỳ điều hành giá xăng dầu, tuy nhiên một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng giá xăng và dầu trong nước sẽ giảm mạnh do giá dầu thế giới liên tục lao dốc. Cập nhật mới nhất từ Bộ Công Thương tính đến ngày 14 tháng 9 cho thấy giá xăng A95 tại thị trường Singapore ở mức 103,7 đô la Mỹ một thùng, xăng A92 ở mức 99,6 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel ở mức 123,7 đô la Mỹ một thùng. Trước diễn biến đi xuống của giá dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho rằng giá dầu thế giới giảm, chắc chắn giá trong nước cũng giảm theo. Từ nay đến trước ngày điều hành giá, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm hoặc được duy trì như hiện tại, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục đi xuống. Từ đó, giá xăng có thể giảm khoảng 500 đến 700 đồng một lít, giá dầu diesel giảm mạnh hơn, từ 1.500 đến 2.000 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể còn tùy thuộc vào trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tối cao vừa có quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến, thu nộp tạm ứng án phí lệ phí tòa án trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thời gian thí điểm từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 tại Tòa án Nhân dân 5 quận của Hà Nội gồm Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Gia Lâm và Hai Bà Trưng. Đây là một trong những dịch vụ công Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu sớm tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2022 cùng với các dịch vụ thanh toán khác như thanh toán viện phí, thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình cá nhân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm đến nay thành phố đã có 21 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 2.600 ca bệnh sốt xuất huyết mới, trong đó 5 trên 22 quận huyện có số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần tăng cao so với trung bình 4 tuần trước. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận huyện và Thành phố Thủ Đức tiếp tục tăng cường truyền thông và phòng chống sốt xuất huyết nhằm kéo giảm số ca mắc tử vong. Thưa quý vị, trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, chúng ta đang thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người. Với sân khấu, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đòi hỏi sống còn.
Sân khấu muốn tồn tại và phát triển thì phải nói lên tiếng nói mà khán giả hiện nay quan tâm. So với đề tài lịch sử, dân gian, cận đại, số lượng vở diễn về đề tài hiện đại khiêm tốn hơn nhiều. Không chỉ ở sân khấu thủ đô, đời sống sân khấu cả nước cũng lâm vào tình cảnh này. Mặc dù luôn đau đáu với câu hỏi về đổi mới, song những người trong ngành cũng phải thừa nhận rằng đề tài hiện đại luôn là một thách thức với sân khấu truyền thống. Có vẻ như cái sức cạnh tranh của sân khấu đối với các cái loại giải trí khác nó đã không ở cái thế thượng phong nữa. Cho nên là có cảm giác như nghệ thuật sân khấu đang có phần nào đó không đáp ứng được cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người xem hôm nay. Trong khi các loại hình khác đã dùng công nghệ, dùng các cái hiệu ứng ảo để mà hấp dẫn, để mà thu hút người xem, thì sân khấu không có điều đó. Ngoài cái trang thiết bị ra thì nó còn phải rất nhiều thứ đầu tư về mặt công sức và cả tiền của cái sự đầu tư đủ để cho cái lực lượng sáng tạo có được một cái sự hỗ trợ trong sáng tạo. Chính nó cũng góp phần tạo nên cái hiệu ứng, cái giá trị của tác phẩm. Từ những năm 55, 60 thì sân khấu, trong đấy có sân khấu truyền thống, đã có nhiều những cái cuộc cách mạng về cái đề tài hiện đại. Thế nhưng mà nó đi được vào được đời sống thì gần như nó chưa làm một cái thế mạnh. Thế thì làm sao để chúng ta có được những cái thế mạnh trong cái thời kỳ mà bùng nổ thông tin này, trong cái sự phát triển của xã hội? Thì đấy là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các nghệ sĩ. Phải thừa nhận một điều, đề tài thời sự luôn lôi cuốn khán giả. Nó có một sức hút đặc biệt, đó là hơi thở của cuộc sống, nhịp của thời đại. Để giải quyết việc thiếu vắng đề tài hiện đại trong nghệ thuật sân khấu, theo các chuyên gia, nên tạo điều kiện cho những cây bút trẻ phát huy sáng tạo và sức trẻ. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa sự quan tâm, trách nhiệm của các nhà quản lý văn hóa. Tôi nghĩ rằng là trong cái hội nghị về văn hóa mà Đảng và Nhà nước chúng ta đã tổ chức, thì Tổng Bí thư đã đưa ra 6 cái nhiệm vụ trọng tâm và 4 cái giải pháp ấy. Thì tôi tin rằng sắp tới đây thì chúng ta sẽ có được những cái cuộc cách mạng để phát triển, làm sao cho sân khấu có nhiều những tác phẩm gắn với cái đời sống ngày hôm nay để khán giả đến xem và động viên, và nó cũng tạo ra được một cái xúc tác, một cái nhận thức của khán giả đối với cái đời sống xã hội ngày hôm nay trong cái giá trị chân thiện mỹ ấy. Dẫu biết rằng đề tài lịch sử là vô cùng quan trọng và các nghệ sĩ đều lồng vào chuyện xưa những vấn đề đương đại để phục vụ khán giả, tuy nhiên khán giả vẫn cần những vở diễn phản ánh trực tiếp cuộc sống của chính họ trên sân khấu. Và việc đi vào đề tài hiện đại cũng là cách để làm mới sân khấu kịch hát, thu hút khán giả, nhất là khán giả trẻ, đến với nghệ thuật của cha ông. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.